ra mắt muộn hơn dự kiến. 3 tháng trước, Facebook công bố kế hoạch ra mắt tiền ảo Libra vào tháng 6 năm 2020. Mạng xã hội hợp tác với các công ty khác thành lập hiệp hội Libra để quản lý dự án. Dù vậy, kế hoạch đã bị phản đối dữ dội từ các nhà chức trách khắp thế giới. Pháp và Đức còn kiên quyết cấm Libra hoạt động tại châu Âu. Bersand Perez, giám đốc điều hành hiệp hội Libra cho biết, họ vẫn đang tiếp tục thảo luận với nhà chức trách từ châu Âu và các nước khác để giải quyết các lo ngại. Ông khẳng định lùi lịch phát hành Libra một hay hai quý không phải vấn đề lớn mà điều quan trọng hơn là phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm các nhà chức trách đứng về phía mình và thoải mái với các giải pháp mà họ đưa ra, Libra sẽ được hỗ trợ bởi các tài sản trong thế giới thực, bao gồm tiền gửi ngân hàng, trái phiếu ngắn hạn và được 28 thành viên giám sát. Cấu trúc này nhằm củng cố lòng tin và ổn định biến động giá. Tuần trước, David Marcus, người đứng đầu dự án Libra tại Facebook, bày tỏ mong muốn vẫn ra tiền ảo trong năm 2020.